Thưa bác, Niết Bàn vi diệu là gì ạ? Niết Bàn là thanh tịnh, vi diệu là mầu nhiệm. Vi diệu là mầu nhiệm. Bây giờ nếu mà mầu nhiệm của thế giới vật chất nó khác, mầu nhiệm của cái thế giới Phật nó khác. Thế giới Phật là điện từ quang, thế giới trái đất gọi là điện từ âm dương. Cái mầu nhiệm mà của cái điện từ âm dương là nó biến thể, nó sanh hình này hình kia, thấy không? Còn mà cái điện từ quang thì nó lớn nó nhỏ, rồi di chuyển nhanh di chuyển chậm thôi, nó là vậy. Vi diệu của nó, vi diệu điện từ quang là lớn nhỏ, công đức nhiều ít, di chuyển nhanh chậm. Còn bên đây thì bị thiên hình dạng trạng, trái đất này gọi là thiên hình dạng trạng. Thiên là 1.000 đó, 1.000 hình, dạng là 10.000, 10.000 cái tình trạng đó, phải hiểu. Bởi vì cái di diệu của vật lý nó khác, và di diệu của cái điện từ Phật giới nó khác. Rồi câu hỏi tiếp đi.